Chào các bạn, tôi là Trần Duy Thanh, tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm lập trình. Cái mong ước của tôi là tôi muốn đem toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm của tôi truyền đạt hết cho các bạn. Và tôi mong muốn rằng sau khi học xong Android, các bạn có thể tự mình xây dựng một cái dự án Android và có thể tham gia vào cái dự án lớn của các công ty phần mềm. Và với mong muốn đó thì chúng tôi đã xây dựng một cái khóa học Android tổng thể từ A đến Z. Do đó, tất cả các bạn có thể tự tin tham gia học được cái khóa học này ha. Kể cả những bạn không chuyên, ví dụ như các bạn khối ngành kinh tế, điện tử, viễn thông hay xây dựng vân vân, các bạn đều có thể làm được. Để học tốt môn này thì các bạn cần phải học từng video, bạn sẽ làm theo hướng dẫn trong video đó và đặc biệt phải làm hoàn chỉnh các bài tập mà do tôi yêu cầu. Chúc bạn thành công.